Ngày 25 tháng 2, Công an huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh đã lập hồ sơ lấy lời khai đối với hai người để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản của người dân trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, vào chiều ngày 24 tháng 2, người dân phát hiện một nam thanh niên tiếp cận bẻ khóa xe dựng trước nhà trên đường Thế Lữ ở xã Tân Nhật, huyện Bình Chánh, nhanh chóng tri hô. Thanh niên trên liền bỏ chạy, lên xe đồng bọn chờ sẵn rồi tẩu thoát. Lúc này, một số người dân đã dùng xe máy truy đuổi theo kẻ trộm trên quãng đường hơn 7 km. Khi đến giao lộ Trần Đại Nghĩa, Láng Le Bầu Cò, huyện Bình Chánh, hai tên trộm ngã xuống đường do vướng xe máy. Trong lúc chạy bộ vào khu công nghiệp Lê Minh Xuân, hai thanh niên đã bị người dân bắt giữ, bàn giao cho công an xử lý. Theo người dân, trước đó vào chiều cùng ngày, hai thanh niên trên đã trộm một xe máy của người dân ở xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh. Vụ trộm này được camera của người dân ghi lại. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.